Cảm ơn quý vị khán thính giả vẫn giữ màn hình để đón xem chương trình Y khoa phục vụ đời sống đến với phần 2. Một câu hỏi nữa dành cho chương trình như thế này. Đó là mẹ tôi năm nay đã 99 tuổi, bà bị cao huyết áp, có uống hai thứ thuốc đó là Losartan 100mg một ngày một viên và Amlodipine là 10mg một ngày một viên mà huyết áp vẫn còn khoảng là 150/90. Được biết là bà rất thích ăn mặn, thường thì ăn bánh cuốn chấm với nước mắm, có khuyên hoài nhưng mà không có nghe. Xin hỏi là bước kế tiếp là có nên thêm thuốc hay là không? Không cho bạn ăn mặn. Dạ, nói cho mục đích là thấy huyết áp cao mà uống hai thứ thuốc rồi mà bà vẫn bị ăn mặn. Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 99. 99 rồi, sao không để 100 luôn? Dạ, quý vị thường cười tại vì tôi có khá nhiều người đang mấp ma tuổi 99-100 quý vị. Lý tưởng. Cái người mà bệnh nhân cao nhất của mình là 105 tuổi. 100. Và cậu. Cậu vẫn khỏe. Dạ, còn 100 lẻ, trên 100 thì cũng được khá, khoảng trên đầu ngón tay, khoảng 10 người. Còn cỡ mà trên 90 thì hàng hà xa số. Tin vui. Đấy, tại vì mình chăm sóc phần lớn là người già. Đó là my favor, specialty của mình. Bây giờ đó, bác này với cái số tuổi như vậy, 99, huyết áp cũng hơi cao, 150, tức là cỡ mà trên cao 140, uống hai thứ thuốc rồi, bây giờ cụ lại thích ăn mặn. Ví dụ biết mấy người lớn tuổi chúng ta thường mắc cái vị giác thì ăn mặn nó mới ngon, đúng không? Ăn cái gì nó phải hơi chút mặn. Bởi vì ông tiên hỏi mấy cụ ăn cái gì nó cũng nhạt nhẽo hết. Thì đối với cụ này, đối với số tuổi như vậy, đối với cái tình trạng thuốc mang như vậy, thì tôi đề nghị là thôi cho cụ ăn đi, 99 tuổi rồi, không có sợ mà stroke, heart attack, tai biến mạch máu não hơn, cho enjoy life thêm vài năm nữa. Rồi trời Phật có gọi thì gọi, chứ bây giờ uống hai thứ thuốc rồi thêm một thứ thuốc nữa, biết đâu cái thứ thuốc thứ ba nó làm hại mình nhiều hơn. Quý vị biết là thuốc có phản ứng phụ, uống nhiều thuốc quá thì cũng không tốt. Đó là cái lời khuyên riêng cho tôi, cá nhân tôi thì đối với trường hợp này tôi cho bà cụ ăn bánh cuốn chấm nước mắm, không thay đổi gì hết. 150/90, thậm chí 155/90 tôi vẫn cho. 99 rồi cho cụ ăn, chưa chắc chúng ta sống lâu như bà cụ nữa. Nhưng mà nếu mà trường hợp này giống như là trường hợp những người trẻ khỏe giống như cô Thùy Dung thôi, thì tôi lại khuyên khác quý vị, phải không? Chứ còn lâu nữa không thì chúng tôi phải mạnh tay take control, cấm ăn mặn, cho thêm tới thuốc thứ ba nữa cho uống. Chịu được ba món nha, tùy theo bệnh nhân, tùy theo tuổi tác bệnh tật nha. Và như thế này nữa là dạo gần đây đó, đối với những có một số cái khách hàng Medicare đó, có một số bác sĩ người ta nói là mạo danh là bác sĩ gì đó, người ta đem là gậy chống xe lăn rồi sữa rồi thậm chí giường bệnh đem đến tận nhà cho free. Nó như thế nào ạ? Cái này cũng xảy ra khá nhiều. Khá nhiều. Bây giờ tôi nghĩ phương thông trào quý vị nên cẩn thận với cái thẻ Medicare của mình. Khi người ta báo như vậy, chúng ta phải gọi bác sĩ gia đình liền để hỏi coi thử có đúng bác sĩ order không hay là ai gọi. Tôi cũng có một trường hợp tương tự như vậy. Có người con gái tới báo là người ta chở rồi để trước cửa giường bệnh sữa, sữa hộp. Thì tôi biết, quý vị biết, để mà qualify được giường bệnh đó, thì phải liệt người, đúng không? Đi không nổi, giải cơ giường không nổi, khám nhau mới được cái giường hospital bed đó. Rồi để mà được thêm sữa, insure hay Luxona cho tiểu đường á, thường phải đục ống trong rụng. Mẹ khỏe mạnh đâu có gì đâu mà trở chắc đầy. Thì cổ gọi phone thì họ đầu tiên họ nói là do bác sĩ Mai order. Họ gọi lại tức là tôi á. Cuối cùng gọi lại tôi nói không. Thì họ, người con gái giận quá, gọi lại cái chỗ mà đưa đồ đó, họ có để lại. Thì họ nói là do bác sĩ gì đó, Nikolai Nhai Bác Rang lột cột gì đó order.
À, hả, kêu ủa mà tôi đâu có biết ông Nikolai đó, nhai bắp rang lộp cộp gì đó. Họ kêu từ Florida gửi tới. Họ kêu nhưng mà sao tao nói mày ngu như vậy, mày nói dùng la lại bệnh nhân nữa, mày đâu trả đồng nào đâu, đúng không? Mà thắc mắc làm gì? Nhưng mà cái người bệnh nhân nó cũng phải đưa. Dạ, đây là tiền thế của nhân thân rồi, lỡ mình dính vô cái vòng dây là fraud, tức là lấy đồ mà không cần thiết, sợ giống như ở tù mắc. Nhưng mà cái bệnh nhân đó có phải cung cấp cái thông tin gì cho cái ông đó không? Không biết sao người ta lấy được thông tin đó. Cho nên người ta chở là tới, người con gái cũng làm dữ, nói là tử hút lại hết đi cho hôm tôi sẽ báo cho cảnh sát. Báo cho Medicare biết, lạc đặt sách xe tới chở đi, dọn sạch sạch lại hết. Đó là quý vị một bài học, quý vị nên lúc nào cũng bắt đầu hỏi bác sĩ gia đình. Hỏi bác sĩ gia đình có phải order không? Cần như vậy hay không? Tại vì lạ, và chúng ta phải bảo vệ cái thẻ bảo hiểm của chúng ta. Medi ở chúng ta, nhất là những người có Medi tự do đó, thì ít có ai kiểm soát. Bây giờ tự do chúng ta có cái cơ quan, nó gọi ACO, nó gọi, nó hỏi thăm, nó verify dùm cho quý vị rồi thì đỡ lo hơn. Chứ chúng ta mà không biết thì bị rất bị lợi dụng. Chúng ta cần chú ý. Đây là tiền thuế của mọi người, và cái bảo hiểm của mình cũng rất là quan trọng. Biết đâu chúng ta bị vướng vào lao lý rồi bị mắc cái bảo hiểm y tế của chúng ta. Quan trọng. Vâng, nhân nhắc cái vấn đề Medicare thì Thùy Dung cũng xin nhắc quý vị là cái mùa Open Enrollment đã mở là 15 tháng 10 này. Đó là cái cơ hội cho quý vị mà thay đổi những cái tổ hợp bảo hiểm y tế để chọn những vấn đề y tế, những cái bảo tổ hợp cũng như là chọn bác sĩ mà nó phù hợp với nhu cầu của quý vị, thì liên lạc với lại Thùy Dung 714-531-4444. Cảm ơn quý vị. Và để trở lại với lại chương trình, một chút xíu là một cái câu hỏi tiếp. Sao anh cười ạ? Thôi không ngờ đang nói chuyện y khoa cũng mới đi kia quá mà cổ lại thêm vào phần quảng cáo thương mại. Không, cái này nhắc nhở để enrollment. Ok, thì cũng nhắc nhở cho quý vị, cái vì chứ cái chương trình nhiều cái quyền lợi đặc biệt lắm, quý vị liên lạc với cổ nha. Rồi. Vâng, một câu hỏi nữa như thế này. Năm nay đó là tôi đã 55 tuổi rồi, đến tuổi mãn kinh, có vài lần thử máu, thử nước tiểu định kỳ thì thấy nước tiểu ở trong, có máu ở trong nước tiểu. Xin hỏi có nguy hiểm gì không? Hiện giờ tôi vẫn khỏe mạnh, không uống thuốc gì hết, không có bị đau bụng, và khám phụ khoa thì kết quả cũng bình thường. Vâng, anh camera chiếu dùm cái tấm ảnh này để mình phân biệt vài cái vấn đề về nước tiểu trong máu. Quý vị mà thấy nước tiểu đỏ thì nó gọi là cross hematuria, tức là thấy rõ ràng. Trường hợp này thì khỏi cần nói gì hết, chúng ta phải đi làm thêm, tìm cho ra được nguyên nhân nào gây ra nước tiểu đỏ làm như vậy. Máu có thể do sẵn thận, có thể do bướu, có thể là uống thuốc loãng máu bị vỡ mạch máu thì nó ra nước đỏ. Nhưng mà có một số quý vị nước tiểu trong trảo đẹp lắm, nhưng mà khi thử máu phân tích dưới kính hiển vi lại thấy hồng cầu. Nó gọi là microhematuria, tức là nhỏ, ta không thấy, mắt thường không thấy. Nhưng mà có máy móc thì nó thấy được. Cho những trường hợp này rất là khó khăn. Chúng ta phải không biết có nên làm hay không, làm đi soi, đi nội soi có bọng đái hay không, chụp hình gì hay không. Thì tôi đề nghị 55 tuổi thì cũng hơi mệt. Nếu mà còn trẻ thì tôi còn nghi là nhiễm trùng đường tiểu hay là có kinh gì đó nó vẫn vô. Còn 55 tuổi mãn kinh rồi thì chúng ta phải đi bước kế tiếp, chúng ta phải đi thử lại và test lại, nhìn dưới kính hiển vi quay thử có phải do thận ra hay không. Nếu mà do thận thì chúng ta có thêm những cái protein, những cái vật thể trong nước tiểu nữa. Rồi có những phương pháp khác chúng ta phải làm thêm, là chúng ta có thể đi chụp hình bọng đái, hoặc nội soi động tái, hoặc là lấy nước tiểu đi phân tích qua thử nó có tế bào ung thư hay không. Đa số tôi phải nói là các quý vị, tôi có khá nhiều bệnh nhân như vậy, đa số thì không có gì hết. Thường
tiểu nước tiểu 1 cộng 2 cộng suốt cả cuộc đời như vậy. Có nghĩa là nó bị mít một cái chỗ nào đó, từ cái thận hay bọng đái hay đường tiểu, suốt cả cuộc tôi chỉ ra, tức là từ cái thận cái thận đây tới cái tiết niệu đồ hoặc là bát đời đây, nó có thể bị rỉ máu mà không bao giờ tìm ra nguyên nhân. Nói tóm lại 55 tuổi như thế này, tôi khuyên chị nên đi thêm một cái bước để tìm hiểu, gặp bác sĩ gia đình, chụp hình hay là urine, phân tích nước tiểu mà loại đặc biệt, hay là phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa tiết niệu để người ta soi cái bọng đái một lần cho chắc ăn. Những cái người mà quá lớn tuổi họ không thích soi thì thôi. Có vài quý vị 80 trở lên á, tôi thôi. Tại vì soi này hay là có một số quý vị về soi bị đau luôn, bị chảy máu nhiều hơn nữa, tại vì bỏ cái ống vô cái đường tiết niệu với nóng ra chạy vô bọng đái chạy lên đó, cái proceed này nó làm lại cho quý vị khó chịu hơn, thì cũng chấp nhận, tức là không cần làm cho những vị cao niên mà quý vị không có thích làm nữa, thì chúng ta chỉ theo dõi thôi, có thể chúng ta đi chụp hình. Dạ vâng. Một cái câu hỏi này cũng liên quan như thế này, đó là tôi bị đau bụng dưới thường xuyên đã mấy năm nay, có đi thử máu, thử nước tiểu, khám phụ khoa, kể cả siêu âm bụng dưới, siêu âm tử cung, buồng trứng thì kết quả đều bình thường. Mỗi lần bị đau bụng dưới khi đi tiểu thì lại đỡ đau hơn. Xin hỏi lý do tại sao ạ? Đau bụng dưới là rất xảy ra nhiều quý vị. Có cái vị bị đau bụng, có quý vị bị đau bụng do kinh nguyệt, rồi có quý vị bị đau do bọng đái, nó bị viêm. Nhưng mà cái quý vị này kỳ cái là khám cái gì cũng không bình thường hết. Thử gì cũng bình thường hết nhưng mà vẫn cứ đau hoài. Thì còn một cách nữa, chúng ta phải gặp bác sĩ, cái này phải gặp bác sĩ chuyên khoa để người ta soi trong cái bọng đái, có thể mình ta sinh thiết coi thử có bị viêm cái thành bọng đái hay không. Viêm không phải nhiễm trùng quý vị, có nhiều cái viêm mà những quý vị này có đặc điểm là cái bọng đái nó thường hay bị đau. Khi khám phụ khoa mà ép lên cái thành bụng phía trên đằng trước cái âm đạo là bị đau, mà nước tiểu mà nhiều trên khoảng 200cc, tức là còn ít, thường thường chúng ta 400-500 thì chúng ta mới bắt đầu bị nóng hơi tức, nhưng mà từ 2-3cc, 2-300 á, một nửa bọng đái bình thường thôi là đã bị đau rồi, mà chúng ta tiểu là nó đỡ đau, thì có thể là do cái bọng đái, cái thành bọng đái nó bị viêm, hay là cái chúng ta phải xin bác sĩ đi, gia đình đi cho bác sĩ chuyên khoa đi soi cái bọng đái cho chúng ta. Đó là một trong những tôi nghĩ trong cái trường hợp này. Dạ, vâng. Cần phải đi một bước kế tiếp nha, để soi trong cái bọng đái. Vâng, và như vậy thì chương trình của chúng ta cũng hết giờ. Và còn một vài câu hỏi về ngã té nữa, rồi một vài câu hỏi về di chúc sức khỏe nữa, nhưng mà tôi sẽ nói là kỳ sau. Chứ còn nhiều lắm. Còn nhiều quá, có gọi về câu hỏi rồi chống ngã té cho bố mẹ trong gia đình. Thôi để kỳ sau, chứ chương trình cũng hết rồi. Tôi cũng xin lỗi, có một số quý vị nói tôi là sao cắt giờ hồi kia một tiếng, bây giờ còn nửa tiếng. Thì quý vị cũng thông cảm. Nửa tiếng thì chừng nào tôi mà có thời gian là lên một tiếng, nhưng mà hiện giờ chúng ta cứ làm nửa tiếng tạm thời. Tạm thời như vậy. Còn nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà quý vị cũng đừng có lo, là sẽ từ từ gửi đến cho quý vị chứ không có quên ạ. Vâng, và như vậy thì chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi quý báu của quý vị dành cho chương trình. Kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Một lần nữa, nếu như quý vị có những cái thắc mắc liên quan về vấn đề bảo hiểm sức khỏe thì liên lạc với lại Thùy Dung ở 714-531-4444. Xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Cảm ơn quý vị. Vâng, xin chào quý vị. Xin chào cô Thùy Dung. Chúc quý vị và cô Thùy Dung được một buổi tối an lành bên người thân và gia đình. Xin chào quý vị. Hẹn gặp quý vị là kỳ tới.